Võ luyện đỉnh phong tập 91, chúc các bạn xem video vui vẻ. Nghe Phiến Khinh La chất vấn như vậy, trong lòng những người đó không ngừng kêu khổ, chán toát mồ hôi lạnh, lòng nghĩ tại sao lại đụng phải yêu nữ này ở đây. Ông trời không có mắt, không dám. Quách Nguyên Minh cố nuốt nước miếng xin thưa với đại nhân, bọn thuộc hạ chỉ là đang đuổi theo một đám người luyện võ chân nguyên cảnh, xông vào thánh địa, không ngờ mạo phạm Phượng Uy đại nhân, thuộc hạ đáng chết vạn phần. Ồ, thật sao? Phiến Khinh La đáp một cách thản nhiên, giọng mũi rất cao, thanh âm quyến rũ. Những người kia nghe thấy, không những không cảm thấy có gì đó êm tai, ngược lại như gai nhọn, ai cũng phải toát mồ hôi lạnh, không dám gây ồn. Phiến Khinh La dù tức giận vẫn ung dung giơ Lan Hoa Chỉ, nhẹ nhàng xoa lấy móng tay của mình, thần sắc lãnh đạm nói, đã biết bản thân đáng chết vạn phần, tại sao còn chưa ra tay? Lẽ nào muốn ta tiễn người một đoạn? Quách Nguyên Minh kia lập tức run rẩy, phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất, đầu dính vào đất, một cảm giác lạnh lẽo từ đầu tràn đến chân. Mấy người phía sau y cũng toát mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán chảy xuống, trôi đến cổ rồi đến ngực. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, đứng sau Phiến Khinh La không nói tiếng nào. Hắn cũng là lần đầu thấy được thủ đoạn của yêu nữ, quả nhiên là uy phong lẫn ngạo mạn không ai bì nổi. Đây mới là yêu mị nữ vương thực sự sao? Tuy rằng không rõ lắm tình hình trước mắt rốt cuộc là như thế nào, nhưng Dương Khai đoán chừng Phiến Khinh La và chủ nhân của mấy cao thủ trước mặt này có chút ân oán, cho nên mới ức hiếp mà không cần nguyên cớ. Hơn nữa, thực lực của Phiến Khinh La bây giờ giảm lớn, e chỉ là muốn dùng thủ đoạn tiên phát chế nhân để hù dọa bọn họ. Hi hi, Phiến Khinh La bỗng cười duyên một tiếng, nói với bên kia, đứng lên đi, chỉ đùa với các ngươi chút thôi, sao lại tưởng thật chứ, thật là chẳng vui tí nào. Quách Nguyên Minh không dám cử động dù chỉ một chút, y không thể tin câu này của Phiến Khinh La, ngộ nhỡ vừa đứng lên bị ả thẳng tay đập chết. Chỉ luôn mồm nói đa tạ, tạ ơn đại nhân khai ân tha mạng, đa ơn đại nhân khai ân tha mạng. Lạnh lùng lừa một cái, thanh âm của Phiến Khinh La nghe lạnh lẽo, hử nói, mang câu này về nói với chủ nhân của các người, chuyện tháng trước, ta sớm muộn cũng sẽ tìm y nói lý, cút đi. Quách Nguyên Minh lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng bò lên, vừa cúi đầu lùi về phía sau vừa cung kính nói, xin đại nhân cứ yên tâm, nhất định sẽ như lời đại nhân dặn. Trong vòng 10 hơi thở, không biến mất khỏi tầm mắt của ta, thì vĩnh viễn ở lại đây. Xoạt 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 như giá tan mọi sự, lòng bàn chân 6-7 người sinh ra gió, vận mọi sức lực. Hoảng sợ chạy thục mạng, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hừ, Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng, xoay người nói, chúng ta đi. Dương Khai theo sát phía sau, trong lòng rất khâm phục thủ đoạn của yêu nữ này với sự uy nghiêm vừa hiện ra. Phiến Khinh La càng chạy càng nhanh, chốc lát sau tốc độ cuối cùng đã bay như gió. Nhanh như vậy làm gì? Ngươi không phải đã lừa được bọn họ rồi sao? Dương Khai vừa đuổi theo nàng vừa nghi hoặc hỏi. Chỉ là tạm thời thôi, tâm cơ của Quách Nguyên Minh thâm trầm, không chừng có thể nhìn ra sơ hở bất cứ lúc nào. Quan hệ của ta với Lôi Đình Thú Vương không phải tốt lắm, ngày trước bị thương nguyên do cũng là tại y dẫn người phục kích. Những người đó là cấp dưới của Thú Vương, ngộ nhỡ bị bọn chúng bắt được thì xong. Phiến Khinh La giải thích vô vàng, chân không ngừng lại, thoáng cái đã mười mấy trượng. Chật chật, vẻ mặt Dương Khai kỳ quặc, ngươi dù sao cũng là một tả vương, thân phận của Lôi Đình Thú Vương kia với ngươi là ngang nhau, dám dẫn người phục kích ngươi, nếu không phải có xung đột gì về lợi ích quá nghiêm trọng, thì là y mơ ước sắc đẹp của ngươi rồi. Sức hấp dẫn của mỹ nữ quả nhiên rất mạnh mẽ. Người cầm miệng. Phiến Khinh La trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt băng giá trở lại. Dương Khai nhún vai, không nói gì nữa. 6-7 người Quách Nguyên Minh chạy được khoảng 10 mấy dặm, lúc này mới đột nhiên dừng lại. Sao vậy Quách huynh? Một cao thủ thần du cảnh nhị tầng nhìn y hỏi. Quách Nguyên Minh cho mày, quay đầu nhìn về chỗ Phiến Khinh La lúc nãy, hình như nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói, các ngươi có cảm thấy yêu nữ kia hôm nay có chút khác thường không? Lạ ở chỗ nào? Nàng ta có thể bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy à? Quách Nguyên Minh càng nghĩ càng nghi ngờ, đại nhân tháng trước từng đưa người phục kích nàng ta, không nói đến thù oán ngày trước của nàng ta với đại nhân, chỉ nói chuyện tháng trước, hôm nay chúng ta đụng phải nàng ta chắc chắn chẳng thể có được kết quả tốt đẹp gì. Vậy tại sao nàng ta lại bỏ qua cho chúng ta? Quách Nguyên Minh nhíu mày trầm tư, chần chừ nói, ta nghe người ta nói, trận chiến đó tuy không thể bắt được yêu nữ, nhưng nàng ta đã bị trúng của đại nhân một chiêu. Đúng rồi, ta vừa rồi cũng thấy hơi thở của nàng ta có vẻ không ổn định. Lẽ nào nàng ta đã bị trọng thương trong trận chiến ấy, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn? Chiêu thức của đại nhân uy lực như thế sao dễ dàng hóa giải được? Hai mắt Quách Nguyên Minh lóe sáng, nhất định là bị trọng thương, nếu không thì nàng ta không có lý nào bảo chúng ta rời đi dễ dàng như vậy. Ta còn nhớ nửa năm trước, đệ đệ của Viên huynh chỉ vì nhìn yêu nữ một cái, mà bị nàng ta giết tại chỗ yêu nữ lòng lang dạ sói, làm sao có thể nói điều tốt như vậy? Nghe vậy, một tia thù hận hiện thoáng qua trên gương mặt hung ác nham hiểm của Viên Thạch, hừ lạnh một tiếng nói, xa nếu không phải đặc thù của công pháp mà dòng dõi của bọn họ tu luyện, nữ vương đời trước có thể lấy tu vi của chính mình truyền cho nàng ta hơn nửa,
nàng ta làm sao có thể có được thực lực cao cường như vậy? Một tiểu nha đầu, ông đây sớm đã đập chết nó rồi. Trong mắt Quách Nguyên Minh chuyển động, cười đen tối nói, Viên huynh muốn thay đệ đệ báo thù, lúc này phải chăng chính là cơ hội? Mọi người nghe ra ý tại ngôn ngoại, cũng không khỏi cả kinh. Chủ ý đánh yêu mị nữ vương, đây là suy nghĩ không phải ai cũng dám có. Các vị sợ. Quách Nguyên Minh gửi lệnh nàng ta có thể bỏ qua cho chúng ta đi, đích thị là có chỗ kỵ, nàng ta e rè cái gì nào? E mình đánh không lại chúng ta. Viên Thạch gật đầu nói, Quách huynh nói cũng có lý, nhưng điều này suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán. Nếu nhỡ không phải nàng ta bị thương, hoặc là thương thế đã khỏi thì sao? Thử một lần sẽ biết. Quách Nguyên Minh cười ha hả, chỉ muốn xem các vị có gan hay không thôi mà. Mấy người kia ai cũng trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ lưỡng lự. Không thể phủ nhận, Quách Nguyên Minh nói rất có lý, nhưng chỉ sợ chuyện này đúng là ngộ nhỡ. Nhìn thấy mấy người có vẻ lay động, Quách Nguyên Minh rèn sát khi còn nóng nói, các vị đây chính là yêu mị nữ vương xinh đẹp có tiếng, các vị không muốn nếm thử xem mùi vì thế nào sao? Có thể một đêm xuân với nữ nhân này, có chết cũng đáng. Nghĩ tới Phiến Khinh La thân hình mềm mại và giọng nói quyến rũ, nghĩ đến nàng sau khi bị lột sạch hầu hạ dưới thân mình, nghĩ đến tiếng rên rỉ thảm thiết của nàng, hơi thở của mọi người đều có chút nặng nề. Quách Nguyên Minh lại nói, hơn nữa, dòng dõi của bọn họ đã có thể đem tu luyện của mình truyền lại cho đời sau, chưa chắc là không thể truyền cho chúng ta. Thực lực của thần du cảnh cửu tầng, cho dù chúng ta chia đều, mỗi người ít nhất cũng có thể tăng lên một hai cảnh giới đấy, mọi người cuối cùng cũng tim đập thình thịch. Ánh mắt của Viên Thạch hung ác nham hiểm lóe ra, trầm giọng nói, Quách huynh nói không sai, vừa có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng ta, vừa có thể có được tu vi của nàng ta đáng để liều chết cược một ván, mấy người khác cẩn thận suy xét một hồi, cũng đều cắn răng nhận lời. Quách Nguyên Minh cười ha ha, các vị huynh đệ đầy nghĩa khí. Vậy chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đuổi theo. Hai người Dương Khai và Phiến Khinh La chạy như bay trong mê lâm, phương hướng mơ hồ bất định. Sau nửa ngày, phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng những bước chân vội vã. Phiến Khinh La sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, quả nhiên bị phát hiện rồi. Lúc nói chuyện, vội vã dừng bước, hít sâu một hơi để bình ổn khí huyết. Nàng với Dương Khai dù lo lắng vẫn ung dung đứng nguyên tại chỗ. Là bọn họ. Dương Khai thả ra thần thức, nhận thức được số lượng người tới, sắc mặt cũng trầm xuống. Lo lắng của Phiến Khinh La quả thực là có lý do. Trước đấy tuy tư thế của nàng hung, hãn nạt người, dọa lui đám người kia, trong lời nói và cử chỉ cũng không có quá nhiều sơ hở. Nhưng đám người đó tâm tư kín đáo có thể tự tìm ra dấu vết. Cũng giống như trong biển lớn hơi có mùi máu tươi, cá mập hung mãnh luôn có thể theo mùi mà đến. Đại nhân! Một lát sau, đám người Quách Nguyên Minh bỗng xuất hiện ở cách đó không xa, thần thái của mỗi người đều có chút căng thẳng. Chỉ là hiện giờ bọn họ không câu nệ như lúc trước, ánh mắt của mỗi người đều bất định, trong mắt đầy ý tứ sâu xa, còn dám lén lút đánh giá Phiến Khinh La, trong mắt thỉnh thoảng còn hiện ra cái nhìn dâm ô. Chuyện gì? Phiến Khinh La mặt lạnh hỏi. Ha ha, tốc độ của đại nhân nhanh thật đấy, bọn ta đuổi mất nửa ngày mới đuổi kịp. Thái độ của Quách Nguyên Minh so với lúc trước rõ ràng láo sực lên nhiều, hiển nhiên là đang thử dò xét. Nhưng mà liên quan đến suy đoán của mình, y đã nắm chắc hơn thời gian rời khỏi nàng không lâu, lại đuổi mất nửa ngày mới đuổi kịp, nếu không phải chột dạ, làm gì phải trốn nhanh như vậy? Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc có chuyện gì? Vẻ mặt không kiên nhẫn của Phiến Khinh La, lạnh giọng quát. Là như vậy, vừa nãy thuộc hạ quên mất một chuyện. Đại nhân nhà ta từng dặn dò, nếu gặp phải người, thì đưa cho người một lễ vật nhỏ, đại nhân muốn người đừng để bụng chuyện tháng trước. Vừa nói, Quách Nguyên Minh vừa thuận tay ném một vật về phía Phiến Khinh La. Đây là một quân cờ, tính chất đặc thù, rõ ràng là một món bí bảo rất tốt. Mà bây giờ, món bí bảo này được Quách Nguyên Minh đổ chân nguyên vào, nhìn như tùy ý ném đến, thực chất là giáp tâm hại người. Phiến Khinh La tiện tay bắt lấy, tuy có sự chuẩn bị, lại bị sự chấn động của quân cờ làm cho thân mình mềm mại run lên, cánh tay hơi run rẩy. Nhìn thấy cảnh này, mấy người đó đều mắt sáng lên. Quách Nguyên Minh ngươi muốn chết. Phiến Khinh La dịu dàng quát lên. Quách Nguyên Minh cũng cười ha hả, ái chà, đại nhân thứ tội, thuộc hạ không cẩn thận dùng hơi nhiều lực, nhưng mà với thực lực của đại nhân, làm sao lại bắt không vững chứ? Lẽ nào đại nhân người bây, giờ thực lực đại tổn thất? Nói xong câu cuối, thanh âm đã chìm xuống, một tia tục tĩu trong đôi mắt gian tà không che giấu, càng không ngừng chuyển động trên người Phiến Khinh La. Sắc mặt Phiến Khinh La hơi thay đổi. Biết đối phương đã nhìn ra thực hư của mình, lập tức cũng không che giấu nữa, khẽ cười một tiếng, đúng vậy, thực lực của ta tổn thất nặng nề, nhưng ta muốn giết mấy cái mạng rác như các ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Khi nói chuyện, đôi mắt đẹp bỗng tỏ ra vô cùng duyên dáng, dường như chứa đựng ma lực vô tận, dẫn dắt thần trí của mọi người, kéo người ta vào trong đó. Cùng lúc đó, trong không khí có mùi khác thường, mùi hương kéo tới, mỗi một tên nam nhân đều tim đập một cách không tự chủ, máu sôi trào. Đôi mắt Dương Khai mê man một lát, liền tỉnh táo trở lại.
chân nguyên toàn thân nhanh chóng dồn về đan điền, tu la kiếm hiện ra trên tay, năng lực tà ác trong ngạo cốt kim thân phát ra mọi nơi. Bọc lấy một đám hắc khí, đã nhào tới trước mặt Quách Nguyên Minh. Tốc độ phản ứng của Dương Khai cực nhanh, gần như động thủ ngay lúc Phiến Khinh La thị triển mị công. Trong lòng Phiến Khinh La thầm kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn có thể thoát khỏi ảo cảnh nhanh như vậy. Đừng nói hắn mới chỉ chân nguyên tử tầng, ngay những kẻ thần du cảnh trước mặt mình cũng không có khả năng lanh lẹ như vậy. Xuất thân của tiểu lưu manh này là từ tông môn nào? Hắc khí trên tu la kiếm nhập vào xuất ra, như linh xà xuất động, đâm vào cổ của Quách Nguyên Minh. Hai mắt của Quách Nguyên Minh đang mê man trống rỗng đột nhiên phát ra hai tia hàn quang, khóe miệng thấp thoáng nét cười độc ác. Gương mặt Dương Khai vừa trầm xuống, vội vàng từ công về thủ, chân nguyên toàn thân phát ra mạnh mẽ. Tinh Dương Khai quay mình rút lại, lại quay lại bên Phiến Khinh La, tay cầm kiếm có hơi run rẩy, khí huyết chảy ngược, hừ một tiếng nặng nề, lúc này mới bình phục trở lại. Ha ha ha. Quách Nguyên Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, trong vẻ mặt đắc ý toát ra vẻ dâm tục, không hề kiêng nể mà liếm môi nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, nói: "Mộng cảnh của đại nhân, đám thuộc hạ sớm đã nghe đến, quả là không tầm thường." Gương mặt đẹp đẽ của Phiến Khinh La thoáng qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị, thế mới biết bọn Quách Nguyên Minh sớm đã có phòng bị. Nếu thực lực của đại nhân không hao tổn gì, thì mộng cảnh này chúng thuộc hạ thật không thể chống lại, nhưng hiện tại ha ha. Quách Nguyên Minh cười dâm đãng, vung tay hô: "Các vị huynh đệ, xem ra sức khỏe của nữ vương đại nhân không được tốt lắm, lát nữa có thể phải nhẹ tay, đừng làm hỏng thân thể nõn nà của nữ vương đại nhân." "Quách huynh yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm nhẹ tay." Viên Thạch mở đầu bước về phía trước, mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Phiến Khinh La, không hề sợ hãi. Khà khà khà, tiếng cười dâm loạn liên tiếp vang lên, mọi người vốn dĩ có phần lo sợ bất an, nhưng hiện tại dễ dàng ngăn chặn được mộng cảnh của Phiến Khinh La, lập tức sĩ khí vang dội. Phiến Khinh La giận quá hóa cười, duyên dáng mà nhìn bọn họ nói, vẻ quyến rũ hiện ra, thanh âm mềm mỏng: "Các người tưởng có thể bắt bổn tọa thật?" Thấy nàng bình tĩnh, không có chút vẻ sợ hãi nào, trong lòng Quách Nguyên Minh cũng chợt động, vẻ chần chừ. Nhưng trong chốc lát, y lại cắn răng, trầm giọng nói: "Các vị, phải biết đâm lao thì phải theo lao, chúng ta đã đắc tội với tiện tỷ này. Nếu lần này để cho nàng ta chạy thoát, thì cái gì chờ đợi chúng ta chắc không cần Quách Mỗ nhắc nhở. Theo tính cách và thủ đoạn của Phiến Khinh La, nếu lần này tha cho nàng ta, thì mấy người này có chạy đến chân trời góc bể cũng không có đường sống." Biết sự tình nghiêm trọng, mấy người kia nặng nề gật đầu. Đã như vậy, thì chỉ có buông tay đặt cược một lần, có thể nếm thử mùi vị nữ nhân xinh đẹp đệ nhất thiên hạ, chết cũng đáng. Quách Nguyên Minh trầm giọng quát khẽ: "Ban huynh, người thức học thấp nhất cái tên tiểu tử trướng mắt kia giao cho người đối phó. Chóng đến trợ giúp ta." Một đại hán thân hình cao gầy nhìn Dương Khai, ha hả cười gần nói: "Không thành vấn đề." Phiến Khinh La liên tục cười duyên. Chân Nguyên âm thầm thúc động, hai tay đột nhiên vung ra phía trước, mắng: "Yêu, dám mạo phạm bổn tọa, tất cả các ngươi đều chết." Từng sợi tơ óng ánh trắng toát bỗng nhiên giăng đầy không trung, bao phủ xuống mọi người. Tất cả 6-7 người này đều là thần du cảnh. Chẳng qua là thực lực không quá cao, đa số đều là thần du cảnh nhất tầng nhị tầng, chỉ có một mình Quách Nguyên Minh là cảnh giới tam tầng. Phiến Khinh La bỗng nhiên làm khó dễ, mọi người đều phải vội vàng thi triển công pháp, tay cầm bí bảo để ngăn cản. Dương Khai vung tay lên, gần nghìn đạo kiếm khí xuất hiện ở bên cạnh. Xoạt 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 ùn ùn bắn về phía bên kia, đồng thời Thiên Nhị Huyết Hải Đường cũng lập tức được vận dụng. Nghìn cánh hoa đỏ như máu bay lượn, hình thành một biển hoa giữa trời đất. Tất cả đối thủ đều là thần du cảnh, Dương Khai căn bản không có ý nương tay. Công kích dày đặc như vậy, cũng làm cho địch nhân luống cuống tay chân ngăn cản. Hai tay Phiến Khinh La nhanh chóng kết ấn, sợi tơ đang giăng kín không trung kia giống như là có sinh mệnh, quấn hai cao thủ thần du cảnh nhất tầng trong đấy. Thực lực của hai người này là thấp nhất, nhất thời không làm gì được, lại bị sợi tơ trói buộc tầng tầng lớp lớp. Dương Khai nhân cơ hội đánh ra Bạch Hổ Thần Ngưu Ấn, hai thú hồn đen như mực ngửa mặt lên trời gầm thét, nhè răng trợn mắt phóng đến hai người kia, hung hãn gặm cắn. Ngàn cánh hoa đỏ như máu phối hợp tấn công, mỗi cánh hoa đều như lưỡi dao sắc bén, chỉ nghe bên đó từng tiếng kêu vô cùng thảm thiết truyền đến, thanh âm lọt vào tai, khiến sắc mặt đám người Quách Nguyên Minh hoảng hốt. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trong mắt Phiến Khinh La thoáng một ánh nhìn kinh ngạc, không ngờ Dương Khai vừa ra tay đã có uy lực như thế, tấn công hung hãn mạnh mẽ liên tiếp, căn bản không phải khả năng của một người luyện võ chân nguyên cảnh tứ tầng có thể thi triển. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, sợi tơ kia trói chặt, khiến hai cao thủ thần du cảnh nhất tầng một mình đầy thương tích kia nháy mắt tách rời. Hai người phối hợp, vừa đối mặt đã giết chết hai thần du cảnh của đối phương. Đồng thời, trong thân thể mềm mại của Phiến Khinh La lại càng nhiều sợi tơ trắng hơn, bao phủ lấy những người còn lại. Liên tục di chuyển, thời gian ngắn đã đến bên Dương Khai, một tay khoác cánh tay hắn, quát nhẹ: "Đi." Dương Khai vừa vẫy tay, ngàn cánh hoa lao nhanh vào trong cơ thể, cũng không dừng lại, triển khai bộ pháp nhanh chóng cùng Phiến Khinh La trốn chạy. Yêu nữ này hiện tại chỉ có chân nguyên cảnh tam tầng,
có thể hợp lực với mình giết chết hai thần du cảnh, đã là phát huy trình độ lớn nhất rồi. Thời gian chiến đấu tuy ngắn, nhưng chân nguyên nàng tiêu hao mất chán không nhỏ, ở lại nữa chẳng có gì là hay. Tiện tỳ, phía sau truyền đến tiếng hét của Quách Nguyên Minh. Y không ngờ Phiến Khinh La chỉ là một chiêu hư giả, sau khi nàng rời đi mới biết đối phương căn bản không có ý định đánh nhau. Khoảng chừng thời gian mười mấy nhịp thở, bọn người Quách Nguyên Minh mới thoát khỏi sự bao bọc của những sợi tơ trắng, từng người đỏ mặt tía tai còn có chút sợ hãi nhìn theo hướng Phiến Khinh La biến mất, thầm nghĩ Tà Vương đúng là Tà Vương, cho dù bản thân bị trọng thương cũng không dễ đối phó. Bây giờ phải làm thế nào? Bạn đang xem Võ Luyện Đỉnh Phong tại kênh YouTube Recap Phim. Viên Thạch trầm mặt hỏi. Quách Nguyên Minh oán hận nói, nếu các vị không muốn bị nàng ta đuổi giết, thì chỉ có đuổi theo giết nàng ta thôi. Nghe theo Quách huynh. Mấy người còn lại nhất tề gật đầu. Mấy người không chần chừ thêm nữa, lập tức đuổi theo. Phiến Khinh La kéo cánh tay Dương Khai, vốn là muốn kéo hắn chạy, nào ngờ vừa chạy một cái, nàng mới phát hiện không ngờ tốc độ của tên tiểu lưu manh này lại không chậm hơn so với mình là mấy. Lúc hai chân cử động, cũng không biết thi triển bộ pháp quỷ dị gì, xoạt 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 đã là mười mấy trượng. Trong khi chạy, bộ ngực săn chắc nở nang kia cọ sát với cùi trỏ của Dương Khai, làm cho Phiến Khinh La hơi đỏ mặt, vội vàng rút cánh tay về. Đừng! Dương Khai vội vã ngăn lại, bộ pháp này của ta chỉ dùng được trong khoảng cách ngắn, nguyên khí bỏ ra phải cố gắng giữ lại một ít, đến lúc đó cần ngươi giúp đỡ. Dương Khai gấp rút giữ chặt tay nàng. Ô! Phiến Khinh La khẽ gật đầu, tiếp tục bám lấy cánh tay Dương Khai, cùng chạy như bay. Sau nửa canh giờ, đám người Quách Nguyên Minh càng đuổi gần hơn. Bọn họ cũng biết sau khi để Phiến Khinh La chạy thoát sẽ hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, cho nên đành liều mạng đuổi theo. Phiến Khinh La cắn răng nói, lần này có thể sống sót, ta nhất định cho bọn chúng không được chết tử tế. Dương Khai bĩu môi, ngươi nên nghĩ xem nhỡ bị bọn chúng bắt được sẽ có hậu quả thế nào đi. Sắc mặt Phiến Khinh La trắng bệch, lòng đầy sợ hãi, thân thể mềm mại cũng không nhịn được run lên. Bỗng nhiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng nét hồng làm say lòng người, nói như đinh đóng cột, nếu thật như thế vậy thì trước đó, ta giao bản thân cho ngươi trước. Dù sao ngoại hình của ngươi cũng không đến nỗi, chung quy so với mấy loại bại hoại rẻ mặt kia vẫn tốt hơn. A Dương Khai quay đầy kinh ngạc nhìn nàng, giở khóc giở cười, mỹ nữ, tuy là ngươi nói vậy làm ta rất cao hứng, nhưng ta biết sau khi bị ngươi để ý rồi chắc chắn không có kết quả tốt, cho nên vẫn là miễn đi, ta không chịu nổi đâu. Phiến Khinh La ai oán nhìn hắn, hạ giọng nói, thì ra là người biết. Đương nhiên là ta biết. Sinh tử trong lúc nguy cấp cũng không còn gì phải giấu giếm. Phiến Khinh La thở dài một tiếng giải thích. Đặc thù thể chất của ta, gọi là độc quả phụ. Dương Khai cả kinh, vội vàng nói, đây là thể chất gì vậy, có đặc thù gì chứ? Nếu ta động tình, tất cả dịch lỏng trong cơ thể ta đều chứa kịch độc, kể cả hơi thở. Phiến Khinh La nhìn hắn cười dài, cái này ngươi nên biết, tại sao lần trước ta thân mật với ngươi, ngươi liền té xỉu. Nhớ lại dư vị ngọt ngào tuyệt vời kia, Dương Khai không kìm được liếm liếm môi. Động tình càng sâu, độc tính càng mạnh mẽ mãnh liệt. Lần trước chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng, ai bảo ngươi không thành thật như thế? Dương Khai không ngừng cười mỉa, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, là ngươi vô duyên vô cớ bắt ta, ấy tất cả thể dịch cũng bao gồm cả phía dưới sao. Mặt Phiến Khinh La đỏ cả lên, xỉ nói, lưu manh. Dương Khai đại kinh thất sắc, vậy thì làm với ngươi một lần không phải đủ chết chắc à? Đúng thế. Phiến Khinh La hít sâu một hơi, hơi hối hận lúc này lại nói những chuyện đó với hắn. Tên tiểu lưu manh không gì không dám nói này, thật khiến người ta không chịu nổi. Dương Khai chuyển trong mắt nói. Nếu không ta với ngươi làm cho tới lúc xuân tình bắt đầu, ngươi nhổ mấy ngụm nước miếng hạ độc giết bọn chúng. Ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút không? Phiến Khinh La thật sự không chịu nổi nữa, đến lúc này rồi, trong đầu tiểu tử khốn kiếp này còn nghĩ cái gì thế? Ta nói thật đấy. Dương Khai nghiêm mặt. Lúc hai người nói chuyện, dưới chân vẫn không hề dừng lại, tốc độ như gió, đột nhiên, phía trước thông thoáng rộng mở, đã ra khỏi rừng rậm. Hai người chợt dừng lại một chút, vô cùng kinh ngạc nhìn phía trước. Cách đó không xa, lại có hai đám người. Một đám người bao vây lấy đám người kia ở bên trong, những người bị bao vây sắc mặt người nào người nấy đều xám xịt, vẻ mặt căm phẫn. Dương Khai dương mắt nhìn qua, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát hiện đám người bị bao vây, lại là đám người luyện võ do Thu Ước Mộng cầm đầu. Lạc Tiểu Mạn có bộ ngực căng mẩy, Bạch Gia Bạch Vân Phong cũng ở trong đó. Ngoài ra, còn 3-4 người luyện võ chân nguyên cảnh, trên mặt đất cũng có mấy cái thi, thể, máu tươi lai láng. Đám người ở bên ngoài đang cười âm hiểm mà nhìn bọn Thu Ước Mộng. Ánh nhìn của hầu hết bọn chúng là, rơi vào thân thể mỹ lệ của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, mắt lộ dâm tục. Thu Ước Mộng không ngừng cười khổ, mặt Lạc Tiểu Mạn thất sắc, hai nàng dựa lưng vào nhau, há miệng thở dốc, chân nguyên cũng không còn lại bao nhiêu. Các nàng đã chạy nhiều ngày như vậy, cuối cùng hôm nay vẫn bị đám người luyện võ của Thương Vân Tà Địa bắt được, đại chiến một phen, thủ hạ chết thê thảm nghiêm trọng, bị bao vây từ phía. Mắt thấy không thể trốn thoát,
Vừa lúc đó, Dương Khai và Phiến Khinh La sánh vai tiến đến. Cũng không phải Dương Khai và Phiến Khinh La không cẩn thận, chỉ là hai người vừa nãy đang lúc nói chuyện tình cảm nam nữ, không ai để ý phía trước lại có người. Lúc hai người xuất hiện, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám người vây quanh Thu Ước Mộng hẳn là người luyện võ của Thương Vân Tà Địa. Người của bọn chúng cả về số lượng và thực lực đều vượt xa bên Thu Ước Mộng, bây giờ đang cái vẻ dù bận vẫn ung dung nhìn về phía hai nàng, thần thái thoải mái, chuẩn bị thưởng thức tuyệt cảnh hai mỹ nữ dãy dụa và phản kháng. Dãy dụa và phản kháng của mỹ nhân luôn là phong vị khác, đặc biệt là Lạc Tiểu Mạn, bộ ngực chắc nịch, run rẩy cực lớn, vạt áo động đậy trong lúc kinh sợ, lại càng khiến tính sói trong đám người kia nổi lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Cho nên ngay cả tuyệt đối chiếm thế thượng phong, đám người kia cũng không gấp rút hạ thủ đám người Thu Ước Mộng, ngược lại trên mặt mang điệu cười dâm đãng, thần thái cũng vô cùng mờ ám. Ha ha, lần này phát rồi. Lúc hai người Dương Khai và Phiến Khinh La hiện thân, một gã chân nguyên cảnh bát tầng ở bên kia lập tức sáng mắt, nhìn Phiến Khinh La cười ha hả vô cùng láo xược. Phiến Khinh La được xưng là yêu mị nữ nhân đệ nhất thiên hạ, đương nhiên những cử chỉ quyến rũ chỉ nàng mới có. Kiểu cử chỉ này so với thiếu nữ Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn thu hút hơn hẳn, không phải nghi ngờ. Nhất là yêu nữ này bây giờ đang chật vật chạy trốn, cả người đẫm mồ hôi, hai má đỏ hồng, nhìn nàng càng trở nên quyến rũ yêu dã. Gã kia mắt nóng bỏng nhìn Phiến Khinh La, hơi thở không khỏi nặng nề, lớn giọng nói: "Đại ca, người xem, lại có một mỹ nhân dâng đến tận cửa rồi, mỹ nhân này rất có hàm xúc." "Đúng thế, ta lớn bằng này, thật chưa từng gặp qua nữ tử nào có hương vị thế này. Chút nữa đại ca thử canh trước, đợi đại ca chơi xong rồi, bọn tiểu đệ sẽ tiếp sau, thân hình nữ tử này, có chơi nghìn lần cũng không thấy chán." Gã còn lại cũng vẻ phấn chấn kêu lên: "Ở đây không phải còn có hai búp bê nhỏ sao, tuy hương vị không được như nữ tử này, nhưng cũng là sắc đẹp khó thấy rồi, chúng ta hôm nay thật là có phúc." Ha ha ha, lời lẽ bẩn thỉu của đám người này khiến sắc mặt của Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn tái nhợt, gương mặt xinh đẹp của Phiến Khinh La cũng trầm xuống. Trong đám người đó chỉ có một cao thủ thần du cảnh nhìn Phiến Khinh La ngơ ngác, bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng quát: "Tất cả câm mồm cho ta!" Tiếng la hét và tiếng cười của những kẻ kia đột nhiên ngừng lại. "Sao thế đại ca?" Mọi người không hiểu, không biết tại sao mặt y tỏ ra kỳ quái. Tên thần du cảnh kia trên trán mồ hôi đầm đìa, đột nhiên thần sắc trịnh trọng ôm quyền với Phiến Khinh La nói: "Cổ Thiên La dưới quyền thú vương, bái kiến nữ vương đại nhân." Những người khác không nhận ra Phiến Khinh La, nhưng tên thần du cảnh này rõ ràng đã gặp qua Phiến Khinh La rồi, quyến rũ lẳng lơ, nốt ruồi dưới khóe mắt, người mặc váy màu đỏ đây không phải là yêu mị nữ vương lòng lang dạ sói, giết người như ngoé thì còn là ai? Bình thường nam nhân nào dám lộ ra dù chỉ một tia dâm đãng khi nhìn nàng, nàng đều sẽ băm thây thành trăm mảnh. Nhưng lúc này, những tên thủ hạ khốn kiếp không biết sống chết của mình lại dám đùa bỡn nàng. Khen ngợi mùi vị của nàng, còn nhường mình ăn thử trước. Xong rồi. Theo tính cách của nàng, đám người mình e là hôm nay không còn đường sống. Lúc cung kính hành lễ, trong lòng Cổ Thiên La trào dâng ý lạnh. Toàn bộ hăng hái nắm chắc phần thắng trong tay khi nãy biến mất không còn gì nữa, còn lại chỉ là nỗi sợ thâm sâu. Một lũ gà mờ ngu ngốc đần độn. Muốn chết cũng không thể tính cách này, cho dù các ngươi có muốn chết, cũng đừng có lôi lão tử theo chứ. Vốn dĩ có thể ngồi hưởng hương vị mỹ miều của hai tiểu mỹ nhân, nhưng bây giờ, một bước đã bước phải quỷ môn quan, phía trước phía khác biệt lớn chưa từng thấy. Trong lòng Cổ Thiên La buồn bực khỏi nói cũng biết. Hơn nữa, mặt mũi yêu nữ kia vừa nhìn đã chẳng lương thiện gì, lần này e thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Cổ Thiên La trịnh trọng hành lễ như vậy, bộ dạng những người khác cũng sợ hãi cả kinh. Sự cẩn trọng trong lời nói của y, nữ vương đại nhân, ngoại trừ yêu nữ kia nữ vương đại nhân còn có thể là ai? Chỉ trong chốc lát, mọi người như bị sốt rét hết cả, trên mặt hiện nét kinh hãi hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ rằng người vừa nãy mình đùa bỡn là nữ nhân kia. Thế cục thay đổi, Thu Ước Mộng nhìn ra con đường sống, vội vàng cất giọng nói: "Dương Khai." Dương Khai hướng về bên đó nhếch miệng cười, lén lút nhéo nhéo lòng bàn tay của Phiến Khinh La, ám chỉ nàng phải nhanh chóng rời đi, phía sau còn mấy kẻ thần du cảnh đuổi theo đấy. Phiến Khinh La âm thầm gật đầu, chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, cùng với Dương Khai hai người lững thững đi về phía trước. Thu Ước Mộng vội vàng nặn ra một nụ cười xấu xí, dùng cử chỉ có như không của mình để biểu lộ, thở gấp nói: "Dương Khai, ngươi không phải thấy chết mà không cứu chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng là cùng đến đây." Thủ đoạn của Phiến Khinh La, Thu Ước Mộng đã lĩnh giáo rồi, giơ tay một cái cả ba người thần du cảnh bị đánh chết. Tuy nói cũng có thù oán với nàng ta, nhưng nàng ta suy cho cùng là một nữ tử, rơi vào trong tay nàng còn hơn rơi vào tay bọn bại hoại trước mặt này. Hôm ấy nàng bắt Dương Khai đi, bây giờ hai người lại xuất hiện ở đây, dáng vẻ vô cùng thân thiết, Thu Ước Mộng lẽ đương nhiên là cho rằng họ có quan hệ gì, cho nên mới đem hy vọng gửi gắm lên người Dương Khai. Chỉ cần Phiến Khinh La có thể ra tay, là bọn họ có thể thoát khỏi biển khổ, tránh được lần nguy nan này.
Dương Khai, hãy cứu bọn ta. Lạc Tiểu Mạn cũng kinh hãi hét lên, trong đôi mắt tràn đầy sự kỳ vọng và cầu xin. Ha ha, chúng ta quen nhau sao? Dương Khai mỉm cười nhìn các nàng, vẻ thản nhiên. Bây giờ Dương Khai cũng là ốc không lo nổi mình ốc, thân mình còn khó bảo toàn, nào còn tâm trạng để ý đến sự sống chết của người khác. Huống hồ nếu không phải Thu Ước Mộng đưa người đến Lăng Tiêu Cáp, thì hắn và Tô Nhan sớm đã được ở cùng nhau rồi, ngày ngày không biết đã thêm bao nhiêu vui sướng tiêu dao, nào có phải như bây giờ sống trong sợ hãi thế này, tính mạng của mình sớm chiều khó giữ. Thật sự nếu truy cứu, hai nữ nhân này mới là đầu sỏ gây ra tất cả, Dương Khai không tìm các nàng gây sự đã đủ tốt lắm rồi. Là ta mà Dương Khai, ta là Lạc Tiểu Mạn đây, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi. Lạc Tiểu Mạn tưởng Dương Khai không nhớ thật, vội vàng giải thích, giọng cấp bách đáng thương. Cầu xin ngươi cứu chúng ta. Cứu các ngươi thì được cái gì? Dương Khai cười nhẹ, thời gian rất ngắn, hắn và Phiến Khinh La đã đi rất xa rồi. Ngươi muốn được cái gì, ta và Thu Tỷ Tỷ đều có thể cho ngươi. Ta muốn các ngươi, cho không? Lạc Tiểu Mạn lập tức cứng họng. Thu Ước Mộng cũng không kìm được hít sâu một hơi, trên mặt hiện vẻ chán ghét. Phải đi rồi. Dương Khai nhẹ giọng nói với Phiến Khinh La, trước khi đi dọa họ một cái, để bọn họ đừng ức hiếp hai nữ nhân kia. Ngươi thích bọn chúng. Phiến Khinh La nhìn Dương Khai hồ nghi. Không, chỉ là cảm thấy bọn họ sắp bị làm nhục, cảm thấy kỳ kỳ. Dương Khai nhíu nhíu mày. Kỳ thật ta rất là thương hoa tiếc ngọc. Phiến Khinh La khẽ cười khanh khách, còn chưa kịp nói gì, phía sau đã truyền đến tiếng hét của Quách Nguyên Minh, tiện tỷ chạy đâu. Sắc mặt hai người hơi biến, cũng bất chấp mọi thứ, khẩn trương bay đi. Cổ Thiên La kia ngẩng đầu hồ nghi, nhíu mày hét lên, người đến chắc là Quách huynh. Quách Nguyên Minh sửng sốt, thần sắc mừng rỡ nói, Cổ huynh, mau mau chặn yêu nữ Phiến Khinh La kia. A, Cổ Thiên La quá sợ hãi, lòng nghĩ hôm nay lão tử gặp xui xẻo quỷ quái gì chứ, không những mấy tên thủ hạ không có mắt, ngay đến Nguyên huynh cũng phát điên rồi. Người phát điên thì phát điên, dính dáng đến lão tử làm gì? Cơ hội mất rồi sẽ không trở lại, bản thân yêu nữ kia bị trọng thương, đã không còn uy phong như ngày xưa. Quách Nguyên Minh hô to. Cổ Thiên La dẫm một cái đứng thẳng người dậy, nghĩ thầm chả trách nàng ta vội vã, đi qua chỗ mình như vậy, mấy thủ hạ của mình bỡn cợt nàng mà nàng cũng mặc kệ. Hóa ra là bị trọng thương. Trong phút chốc, vẻ khiêm tốn và hoảng sợ trên mặt Cổ Thiên La hoàn toàn biến mất, hai tay quả quyết kết ấn, một đạo kim quang nhanh chóng bay ra. Dương Khai và Phiến Khinh La mới bay chưa đến mười mấy trượng, đạo kim quang kia đã vọt tới trước mắt, đột nhiên biến thành một quần kim quang sáng lóng lánh, thẳng mặt úp tới. Dương Khai và Phiến Khinh La bị bất ngờ không kịp phòng bị, ập trúng đầu. Sự thay đổi kinh người truyền đến, hai người cùng lúc bay ra đằng sau. Đến khi rơi xuống đất, bọn Quách Nguyên Minh đã tới gần, tỏa ra bốn phía, vây quanh hai người. Dương Khai phẫn nộ mắng một tiếng, khí vận hôm nay đúng là xui xẻo cùng cực, ngay đến chạy trốn cũng bị chúng nó chặn được. Ha ha ha. Quách Nguyên Minh cười lớn, lạnh lùng u ám mà tà ác nhìn Phiến Khinh La, nói, đại nhân, ngươi không chạy thoát được đâu, tiết kiệm chút khí lực thì hơn. Phiến Khinh La hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Thiên La quát, lên, Cổ Thiên La, ngươi cũng muốn chết à? Cổ của Cổ Thiên La co rụt lại, cười mỉa nói, đại nhân kể chuyện cười à, ngươi còn đang sống lại muốn chết là sao? Hôm nay bọn thủ hạ không có mắt đắc tội với đại nhân, ta cũng chỉ là muốn giữ đại nhân lại trò chuyện một chút, không có ý gì khác, mong đại nhân minh giám. Nếu không muốn chết, thì thay ta giết chết bọn chúng, từ hôm nay không nhắc lại chuyện cũ. Giọng Phiến Khinh La lạnh như băng. Quách Nguyên Minh cười lạnh một tiếng. Tiện tỳ, ít bày ra cái bộ dạng thối tha đó ở đây đi, ngươi tưởng mình còn đang ở thời kỳ hoàng kim thật à? Mặc người lưỡi nở hoa sen, cũng đừng mơ rời được khỏi đây. Ta đã dám làm, thì chắc chắn phải làm tới cùng. Tốt! Viên Thạch tiến về trước một bước, hung ác nham hiểm nhìn Phiến Khinh La. Đại nhân, nếu ngươi còn yêu quý tính mạng của mình, thì đừng phản kháng, nếu không bị đánh chết cũng chẳng lợi cho ai đâu. Phiến Khinh La cười khẽ, trong mắt đầy vẻ khinh thường, nếu ta liều mạng, chí ít có thể kéo theo ba người trong các ngươi lên đường, các ngươi ai muốn đến? Vài tên thần du cảnh đều nhướng mày, thần sắc vô cùng kiêng dè. Chính bởi vì sợ Phiến Khinh La liều mạng, cho nên ngay cả đã vây quanh nàng, cũng không ai dám tùy tiện chạm vào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền lát cũng còn có ba cái đinh. Đây suy cho cùng cũng là yêu mị nữ vương, không phải là cao thủ bình thường. Hóa ra các ngươi cũng thân mình khó giữ à? Thu Ước Mộng tò mò nhìn Dương Khai và Phiến Khinh La, trong mắt không kìm được hiện lên một tia sảng khoái. Chỉ là mấy ngày trước thực lực của Hồng Y nữ tử này thi triển ra khủng khiếp như thế, tại sao hôm nay đã thành thế này? Nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cảnh ngộ trước mắt, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hai mắt Lạc Tiểu Mạn xám xịt, hoàn toàn thất thần, giống như mây đen trên bầu trời, che hết cả ánh sáng. Vốn có thể gửi gắm hy vọng vào Dương Khai và Phiến Khinh La, nhưng bây giờ ngay cả hai người họ cũng bị bao vây rồi. Kết quả này khiến nàng không ngờ được, ngược lại khiến lời khẩn cầu của nàng trước đấy thành trò cười. Đợi tí nữa đánh nhau, ngươi cứ việc rời đi. Song phương trong lúc giằng co,
Phiến Khinh La đột nhiên nhẹ giọng nói với Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, tựa hồ như lâm vào trong trầm tư, đối với lời của nàng mắt điếc tai ngơ. Này! Phiến Khinh La nhẹ nhàng chạm vào Dương Khai. Dương Khai bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, thần sắc cổ quái đến cực điểm, trên mặt như có điều suy nghĩ, nói khẽ, hình như chúng ta còn có sinh cơ. Cái gì? Phiến Khinh La kinh ngạc. Phía dưới này có cái gì đó? Dương Khai nhẹ nhàng chà chà lên mặt đất. Vừa rồi hắn lén tha thần thức, muốn nhìn xem phụ cận có chỗ nào có thể lợi dụng không, lại không nghĩ bỗng nhiên phát hiện dưới mặt đất chỗ mọi người đang đứng, có rất nhiều khí tức của sinh mạng. Hơn nữa, những khí tức sinh mạng này chẳng chịt, số lượng rất đông, trong đó có không ít khí huyết tràn đầy đến cực điểm. Ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên thấy ở đây không giống những nơi khác. Bốn phía tất cả đều là rừng rậm, duy chỉ có quanh phạm vi trăm trượng là không có một ngọn cỏ, một hình tròn vành vạnh. Dưới đất khẳng định có cổ quái, tuy rằng không biết phía dưới có thứ gì, nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Tối thiểu nhất cũng phải kéo thêm mấy người chịu cùng. Động thủ. Quách Nguyên Minh thấy hai người Dương Khai cùng Phiến Khinh La nói nhỏ, ánh mắt giao hội, trong lòng gã biết bọn hắn tất nhiên đang ban bạc kế hoạch bỏ chạy, lập tức gã không dám trì hoãn, tức giận quát một tiếng, mạnh mẽ thúc giục chân nguyên, một sát chiêu lập tức đánh tới. Những người khác mắt thấy gã đã động thủ, tự nhiên cũng không do dự nhiều. Kéo dài cho ta 10 tức. Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, tinh ngân lâu chưa dùng đến nhanh chóng thúc giục. Ngươi định làm gì? Phiến Khinh La kinh hô. Ngược lại cũng không chút do dự, vội vàng lấy ra vòng tay màu bạc trên cổ tay, vòng tay hóa thành một đạo ngân quang, xíu xíu phi động. Đồng thời trên bàn tay trắng nõn đột nhiên hiện ra thêm một tâm bộ phiến màu hồng phấn, trên bố phiến xuất hiện rất nhiều đồ a nam nữ tinh sao. Những nam nữ trong đồ phiến này không một mảnh vải che thân, trần truồng, bày biện đủ loại tư thế hoan lạc. Những đồ án này trông rất sống động, đến mức sinh động như thật. Phiến Khinh La rót chân nguyên vào, bàn tay trắng nõn run lên. Nhưng đôi nam nữ trên đồ án này phẳng phất như sống dậy, chẳng những có động tác, thậm chí còn truyền ra tiếng rên rỉ lầm bầm như có như không. Một vòng quang mang mờ mịt lay động, bao bọc lấy mọi người vào bên trong. Phiến Khinh La đứng ở trung tâm, trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt vũ mị đến cực điểm, da người uyển chuyển linh lung bày ra, bộ ngực sữa cao ngất, cái mông đầy đặn cao cao nhếch lên. Thân thể yếu đuối như một ngọn liễu lắc lư trong gió, hình thành một cổ mỹ ý không thể ngăn cản, mỹ ý lan tràn, bao ở phủ toàn trường. Mọi người tại đây, vô luận nam nữ, vô luận là ngươi bên Thu Ước Mộng hay là bên Thương Vân Tà Địa, toàn bộ đều mang thần sắc nao nao. Những thế lực hơi thấp kia ánh mắt lại càng đờ đẫn triệt để lâm vào vẻ kiều diễm xuân sắc, ánh mắt mê man, thần sắc ngốc trệ, vô pháp tự kiềm chế. Thu Ước Mộng cùng Lạc Tiểu Mạn đồng thời nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ đỏ hồng mê người, những nam nữ trên bố phiến kia, giờ phút này tựa hồ biến thành vật sống, mạnh mẽ vạn phần chui vào trong đầu mọi người, cảnh bọn chúng tận tình hoan lạc cùng mỹ diệu đều hiện ra vô cùng rõ ràng, trước mặt mọi người. Thu Ước Mộng cùng Lạc Tiểu Mạn đều là những thiếu nữ chưa trải qua sự đời, vừa thấy cảnh hung mãnh tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi. Quách Nguyên Minh quá sợ hãi, một bên thúc giục chân nguyên chống cự lai công kích của vòng tay màu bạc kia, một bên kinh hoàng hô to, các vị chú ý, La Khinh La phiến. Những cao thủ thần du cảnh kia cũng nhất tề biến sắc, nguyên một đám mặt đỏ tới tận mang tai lui về phía sau, nhất tề chống cự lai mỹ ý vô biên đang xâm nhập vào trong đầu. Bọn chúng hiển nhiên biết rõ uy lực của bí bảo này. Đây là bí bảo nhất mạch truyền xuống của Phiến Khinh La, bản thân nàng danh tự chính là lấy theo bí bảo này. Bằng chiêu thức này của Khinh La phiến, tiêu hồn mộng cảnh mà nàng thi triển ra, uy lực sẽ đại tăng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.